sáng tháng xa la nang khát cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tang lần thứ ba. Tisarana kahanang buripunam phép quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ama phan tê dạ xin vâng. Bana tibata vê ramani sikha bát đăng sama đi gia mấy con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adina dana vê ramani sikha bát đăng sama đi gia mấy con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicha chara vê ramani sikha bát đăng sama đi gia mấy con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Vê Ramani Sikha Patang Samadhiya mấy con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame Rajamachapama Dathana Vê Ramani Sikha Patang Samadhiya mấy con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata Vê Ramani Sikha Patang Samadhiya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư sát sanh. Adinna dana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư trộm cắp. Kame sumicha chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sư tà dâm. Musa Wada Viramani Sika Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự nói dối. Sura Meraya Macha Pamadathana Viramani Sika Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa sự dễ dối, uống rượu và các chất say. Ima nipang chasika pada nisa tukang tetua apamadena nechaka lang samara kitapang. Chư thiện tính, sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Ama phan tê dạ xin vâng. Sige na sugating yanti sile na foga sambata sile na niputing yanti satma silam. Viso ta ye, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, chư thiện tính hãy cố gắng vâng giữ thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhơ. Sa thu sa thu lần thay. Dạ thay mà đại chúng trong rung, con xin được thành kính tri ân lại đức tuệ đức là từ bi hoan hỷ truyền tam quy ngũ giới đến nam phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán chất tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh, bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để chứng đắc a la hán thánh đạo thánh quả niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Buddhaya, nam mô Thammaya, nam mô Sanghaya. Dạ kính bạch đại đức, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới Avatthana xin được nhường lại cho Sít MC Nhật Huyền. Kính mời Sít Nhật Huyền. Dạ sa thủ kính cảm ơn Vinh Bát Thà Na. Nam mô Bụt Thà Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sằng Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, cảm ơn Vinh Quát Tha Na Sức Sàng Đông của tôi nữ Tây Duyên và Thi Na cho Nhật Vinh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Đại Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng. Nhật Vinh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Vinh kính lễ cô tu nữ Thanh Má Cha Rí, cô tu nữ Tây Duyên. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quát Tha Ná, mến chào Sự Trần Đạo, kính chào Ma Ha Ra Chá, kính chào Chanh Đá Ra, mến chào Thi An Đạt, kính chào Buôn Bò, mến chào Sự Sáng Đông, kính chào Hiển Hoàng, kính chào IQ Em Đó, mến chào Thi Na, mến chào Cẩm Vân. Kính chào Tinh Anh, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tự Đức đã từ bi ban hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tăng nguyên ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã thay mặt Đạo Tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Nhật Quỳnh cũng xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Sích Rạng Đông đã mở room và cho nghe bài pháp của Thượng Tọa Pháp Nhiêu. Dạ, sa thú kính cảm ơn Vinh Quát Tha Ná đã cho bài học. Dạ, con thấy Đại Đức Tự Đức đang ở trước máy. Dạ, con xin thay mặt Đạo Tràng cung thỉnh Đại Đức Tự Đức tuyên phong ông bài pháp quốc kinh số 74. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chà Rí, Vinh Quát Tha Ná mến mời Sức Trần Đạo, mến mời Sức Rạng Đông, mến mời Thi Na, mến mời Cẩm Văn Hoạch. Nhật Quỳnh kính mời tất cả Đạo Tràng, vì nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. À, dạ, bây giờ thì con kính dâng mít đến anh sư. Nam mô Bích Tha Giá. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 74. Ma mê quá cách tăng mang nham tú ghi hì ấp a chi ta u phô ma mê qua ti quá sa a su kít cha kít chê su kít mi chí y tí bà la sa sang cáp bộ y cha ma no cha quá thách tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu tự ngã phô trương, cướp công đồng đạo nêu gương mình làm. U sai u lệnh rắp hang, mạng cuồng tăng thượng ái tham vũ lòng. Và bản dịch phổ thơ của Ngài Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kể ạ. Mà mê hoa ca tăng mang nhanh tu ghi hi pa pa chi ta u phô mà mê hoa ti hoa sa a su ki cha ki che su kết mi chi i ti pa la sa sang ka po i cha ma no cha hoa ta ti mà mê hoa ca tăng mang nhanh tu ghi hi pa pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi i ti ba la sa sang ka po i cha ma no cha wa ta ti ma mê wa kan tang mang nhan tu ghi hi pa pa chi ta u phô ma mê wa ti wa sa a su ki cha ki che su ki mi chi i ti pa la sa sang ka po i cha ma no cha wa ta ti. Dạ, xin mời người tiếp theo ạ. À, mời cô tu nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, sa thú lành thay. Dạ, kính tri ân Đại Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, bây giờ con xin ôn bài kinh Pháp Cú số 74. Dạ, cảm ơn huynh và thân á.
Ma me wakatang manyantu gihi wakbacita upo. Ma me wa ti watsa aksu kicca kicce su kibici iti palat sa sang kapo. Icca ma icca ti manyantu bap bát chi ta úp hồ ma mê hòa tí quát xa ách xú kích cha kích chê xú kí mi chi y tí bà lát xa thằng cắp bồ ích cha mà ích cha mà nô cha quát tha tí ma mê hòa ca tăng mây nhanh tu ki bap ba chi ta u po ma me wa ti wa sa at su kit cha kit che su mi su ki mi chi iti palat sa sang kap bo icha mano cha wat tha ti ma me wa ka tam manyay to i bap ba chi ta u vo ma me wa i wa sa su kích cha kích chê su ki mi chi i ti ba lạc sa sang kap bo Ikano cha wat tha ti. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu tự ngã, phô trương, cướp công đồng đạo, nêu gương mình làm, ưa sai, ưa lệnh, ưa sai, ưa lệnh, rắp hang, mạng cuồng, tăng thượng, ái tham, lũ dòng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Và bây giờ kính mời chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị ạ. Sa thú cô tu nữ tại duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ tại duyên, cô tu nữ Tham Má Chá Rí. Con kính chào đạo tràng, kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 74. Ma mê quá cá tầng mạnh nhằm tú ký gì bắp bá trí tà ú phù ma mê quà tí quá xà át xú kích chà kích chê xú kít mí chí tí tí bà lá xá sần cấp phù tịch trà mà nồn chá quá khá tí ma mê quá cá tầng mạnh nhằm tú ghi hì bắp bá chi tà u phù ma mê hòa tí hoa xà áp xú kích chà kích chê xú kít mi chí y tí bà lát xa sẵn cấp bồ ít chà ma nô ca hoa tí ma mê hoa ca tăng mạnh nhành tú ghi hì bắp bá chi tà u phù ma mê hòa tí hoa xà áp xú kích chà kích chê xú kít mi chí
iti bà lát sa sang cấp bù ích cha ma no cha quá tha tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ma mê quá ca tăng manh nhanh tu, ghi hi bắp ba chi tà u phù. Ma mê quá tí quá xa át su, kích cha kích chê su kích mi chi. Hi tí bà láp xa sẵn cấp bù, ích cha ma nô quá, cha quá đá tí. Người ngu tự ngã phô trương, cúp công đông đạo nêu gương mình làm. Ưa sai ưa lệnh rắp hang, mạng cuồng tăng thượng ái tham lũ dòng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, Nam Mô Bức Thầy Giá, Nam Mô Thầm Bà Giá, Nam Mô Sở Khà Giá. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tịnh Đức, Thiên Chí Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Vũ, cô tu nữ Tự Nhiên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Bình cho biết tín hiệu. Con xin kể cho kinh pháp cú số 74. Mà mê ra ca tà mâu tà manh nha tăng manh nhau tú khi thi bắp ba chị ta ôn về. Mà mê ra ti và xa án số cha kích chê sổ kích như thi y ti ba la xa sang cấp bố ít cha ma nô cha vát tha tê. Mà mê ra ca tầng mây nhắn tối hi hi bắp ba chị ta ôn về. Mà nhớ qua khi là xa ác số kích chặt chế sổ ký sĩ kì kì. Vì tư ba la xa xăng tóc mô ít cha ma nô trà quảng tha tư. Mong cả hai tâm tục nghĩ rằng chúng ta là trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng, đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà nê ra ca thà măng nhăn tú, ý vi bắp ba chị ta ư vô. Mà nê ra ti và sa ác số, ít ca tích chê sù kích ní phê. Ý ti ba la sa sa mê trọc bó, ít cha ma nô chà tha tư. Người ngu tự ngã vô trương, cướp công đồng đạo như như mình làm. Cô sai cô lệnh rất hay, mạng cường tăng thường ái tham đủ dòng. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, cảm ơn Tư Bố Thanh Na đã bóp bài. Xin mời Sức Tư Na. Kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 74. Ma mê quá cát tăng man nhanh tu hi hi ba ba chi ta u phô. Ma mê quá ti quá xa át su kính cha kích chê su kính mu chi sa sang ma mà chắc quan tha thi. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà mê hoa ca tà manh nhân tu khi băm ba chỉ táo phù. Mà mê hoa ti hoa xa ăn xứ kiểm tra khi xứ
Dạ sa thú kính cảm ơn Thích Thi Na. Nam mô Bụt Tha Giá, con thánh kính đảnh lễ đại đức Tinh Bạc cùng chư tôn đức vừa văn năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn rạng đông, cảm ơn Thi Na cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ chắc Quỳnh quá tha ná bận việc rồi không đưa tay rồi. Dạ cảm ơn Thích Đăng Đạo. Dạ cô tu nữ thăm má cha trí có ôn bài được không cô? Nếu cô ôn bài được, cô cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Cảm ơn ơi, có ôn bài không? Cảm ơn. Dạ con không thấy vị nào hết, con xin phép được ôn bài trước ạ. Dạ cảm ơn cô. Ma mê qua các tầng mạnh nhành tư ghi hề bạp và chi tà ưu mơ mặt mê và tiêu qua xa à sư kết trà kết chê sư kết mi chi y tí bà là sơ sanh cà bơ y trà ma nơ chắc quá thật tí ma mẹ. Dạ con xin sám hối á. Ma mê qua ca tăng mạnh nhằn tu ghi hì bạc ba chi tà ưu bồ ma mê qua ti qua xa à sư kít trà kít trê sư kít ni chi y tí bà là sơ sanh cạp bơ y cha ma nơ cha quát thật tí. Mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Mà mẹ qua ca tăng nhẫn ngạnh tu ghi hi bát bát bà chi ta u bồ mà mẹ qua ti và sa a su kịch cha kịch chê su kịch mi chi ý tí ba la sa san ca bơ ý cha man nơ cha vọt tha ti mà mẹ qua ca tăng anh nhanh tu ghi hi bắp ba chị ta u bồ mà mẹ qua ti và sa a su kịch cha kịch chê su kịch mi chi ý tí ba la sa san cap bơ ý cha man nơ cha quá tha ti. Người ngu từ ngã phô trương cướp tâm đồng đạo nêu gương mình làm ưa sai ưa lệnh rắp hang mạng cuồng tăng thượng ái tham lũ dòng. Và đây là bản phổ thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ. Dạ con cũng không thấy một bàn tay vị nào đưa lên, có lẽ vì bị bận hết rồi. Dạ con thấy có đại đức Tịnh Tạc vào trong đạo tràng sớm rồi, con xin phép
Được, kính Pháp Sư. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức. Dạ, con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã tiên phong ôn bài pháp của kinh số 74. Nhật Bình kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Xích Đặng Đông, Xích Trần Đạo và Thi Na đã hoan hỷ ôn bài. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới, sớm mấy phút nhưng mà sư đã cho tín hiệu rồi, nên Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình tăng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, Đôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi gặp chốn đi, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học ngữ vần biên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 75. Và Nhật Bình kính cảm ơn Xích Đặng Đông cho bài học. Và Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính đảnh lễ chư tăng. Mến chào toàn thể quý vị có mặt kinh. Ngày hôm nay là ngày 6 tháng 8, ngày thứ 6 1. Diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 75, là câu kệ ngôn cuối cùng của Phẩm Ngu. Câu cuối cùng của Phẩm Ngu. Dạ, con quý vị cho biết tín hiệu tốt. Hình như hôm nay diễn đàn chúng ta hơi vắng hơn so với mọi khi. Hôm nay tình đàn cũng không thấy Thượng Tọa Minh Hạnh, chắc là có lẽ Thượng Tọa đang bận. Để bắt đầu cho buổi học ngày hôm nay, tình đàn xin cung thỉnh chư tăng và mời tất cả quý vị chúng ta cùng hướng về Tam Bảo đảnh lễ một cách tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi svakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassāmi suppatipanno nô vật sa vật ca tô sanh khăn nát ma mi. Sa thú.
mình xin kính lễ chư tà chào toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú số 75 thuộc phẩm ngu, phẩm thứ 5. Dạ lúc này cũng do đường truyền. Dạ lúc này đường truyền ở Việt Nam của Kinh Đạt ăn ở cũng có nhiều khi cũng yếu, cho nên hy vọng rằng trong cái buổi học không có bị gián đoạn. Nội dung của câu kệ ngôn pháp cú số 75 ngày hôm nay chúng ta học như sau. Anya hi la phu panisa anya nipana gamini eva me tang apinyaya bhikkhu putthassa savako sakkarang napinandeya viveka manupruhaye anya hi la phu panisa Anya nipana gamini eva me tang apinyaya bhikkhu putthassa savako sakkarang napinandeya viveka manuhaye. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường niết bàn tử. Hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành đi. Khác thai duyên thế lợi, khác thai đường niết bàn, tỷ kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Xà thủ. Dạ, bước đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 75 này. Ở đây câu này chúng ta có là câu kệ ngôn dài, chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6 câu. Anya hi la phu panisa, thật ra nó, nếu mà viết ngắn gọn thì chúng ta chỉ có 3 câu dài thôi, nhưng mà ở đây thì tách ra làm 6 câu ngắn. Anya hi la phu panisa. Anya, Anya là cái có nghĩa là khác nhau á, khác. Cái khác, điều khác. Ở trong cái bản dịch văn xuôi của ngài Indachana Chánh Thân là gì? Hiển nhiên phương thức đưa đến lợi lộc là điều khác, đường lối đi đến niết bàn là điều khác. Sau khi biết rõ điều này như thế, vị tỳ khưu thinh văn của Phật trở nên thích thú sự tôn vinh, hãy thực hành hạnh độc cư. Đó là văn xuôi. Văn xuôi thì chúng ta sẽ nhìn thấy nghĩa của từ Pali dễ dàng hơn là vậy. Anya hi la phu panisa. Anya là khác nhau, điều khác, cái khác. Hí có nghĩa là hiển nhiên, thật vậy. Hí từ La Phu Panisa. La Phu Panisa là một cái từ ghép, là một cái từ bởi ghép bởi cái từ La Phá và Upanisa. La Phá là lợi lộc. Chúng ta gặp cái bài pháp về tám pháp thế gian hay là tám pháp tám ngọn gió đời Lokathamma đó. La phá a la phá, được lợi mất lợi. Lợi lộc, la phá lợi lộc. Upanisa là cái nguyên nhân. Hay là cái cách thức, phương thức mà có được cái lợi lộc đó.
Câu thứ hai là Nippanagamini, Anya Nippanagamini. Anya Nippanagamini, Anya thì chúng ta vừa học là cái điều khác hay là cái khác. Nippanagamini, Nippana cộng với lại Gamini. À, Nippana thì chúng ta âm là Nippan, chúng ta cũng quen sử dụng cái từ này rồi. Yeah. Mặc nhiên nó là cái nghĩa của cái từ Nippana, nhưng mà đúng ra đây là cái tiếng âm Nippana, Nivarana. Còn cái nghĩa của Nippan thì nó không phải. Cái nghĩa của Nippana là cái sự thoát khỏi khu rừng tham ái. Thì Nivarana, ni là chữ thoát ra, thoát khỏi. Chữ Varana là khu rừng tượng trưng cho cái phiền não tham ái. Cho nên chúng ta gặp chữ Nippan hay là Nippan nha. Gamini, Gamini là cái việc dẫn đến. Cái việc dịch với danh động từ, danh từ xuất phát từ căn động từ Gamut. Câu thứ ba, Ewa me tăng apinyaya, Ewa me tăng apinyaya, Ewa me tăng là một cái từ ghép là e quăng cộng với e tăng. E quăng là như vậy, như vậy, như vậy hay như vậy. Còn cái e tăng là một cái đại từ, một cái đại từ. Điều này, chữ e tăng, cái này hay điều này. Abhinnyaya đây là một cái từ được phát triển lên từ cái căn động từ nha, là sự hiểu biết hay là cái sự nhận biết. Ngài Minh Châu thì ngài sử dụng từ thắng tri, thắng tri. Mà chúng ta dùng phổ thông hơn là cái sự biết rõ, nhận biết, hiểu biết. Câu thứ kế tiếp là câu thứ tư là Bhikkhu Puttassa Savako. Dạ, chúng con đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh mới vào được luôn. Dạ. Câu thứ kế tiếp là Bhikkhu Puttassa Savako. Bhikkhu là một cái vị tỳ khưu. À, cái từ thiết khú cũng là một cái từ âm, cho nên chúng tỳ khưu, tỳ kheo hay là tỷ kheo vân vân, chúng ta đừng có thắc mắc là nó có khác nhau hay là có đúng hay là sai, bởi vì đây là những cái từ phiên âm, cái từ phiên âm. Puttassa là Puttassa Vako, Đức Phật. Cái từ Đức Phật đây thật là cũng là cái từ phiên âm đó thưa quý vị. Chữ Buddha hay là Phật Đà, Buddha hay là Phật Đà. Chúng ta cố gắng không có cần ấy. Nếu mà chúng ta chưa có cái khả năng để mà hiểu, đọc hiểu Pali thì chúng ta cũng nên để ý những cái từ phiên âm. Bởi vì do cái sự để ý phiên âm và cái nghĩa dịch, chúng ta tránh được những cái lỗi đó là giải thích từ ngữ dựa trên cái mặt chữ phiên âm. Thì như vậy nó rất là sai cái vấn đề. Chữ Buddha là Đức Phật Đà, có nghĩa là bậc đã được giác ngộ, nếu mình nói là cái nghĩa. Còn cái từ Đức Phật hay là Phật Đà là cái từ phiên âm. Savako, Savako là cái người
cái vị đệ tử của Đức Phật, đệ tử Phật, cái người lắng nghe giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta gọi là Sāvaka. Và từ Sāvaka này cũng thường sử dụng cho những cái vị xuất gia đệ tử Phật. Chúng ta đọc là Suppatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho, Sāvaka Sangho, đệ tử Phật tăng, đệ tử Phật. Câu kế tiếp đó là Sakkaranna Thipnandeya. Sakkaranna Thipnandeya, Sakkarang. Sakkarang là sự tôn vinh. Sự tôn vinh, sự cung kính, sự lễ lại. Sakkarang, Sakkara, sự cung kính hay là sự tôn trọng. Napinandeya, Napinandeya là chúng ta có cái từ là ná cộng phí Apinandeya. Ná có nghĩa là không, cộng với lại Apinandeya là cái sự thỏa thích. Cho nên cái từ na, Napinandeya là không có thỏa thích, không nên, không nên thích thú, không nên thỏa thích, không nên thích thú, không nên thỏa thích. Câu cuối cùng đó là quý quê ca manubru haye, quý quê ca manubru haye. Chúng ta tách ra hai cái từ này là một cái từ ghép, đó là quý quê căng cộng với lại là anubru haye. Trong Pali được mệnh, được hiểu là một ngôn ngữ trí tuệ là như thế này thưa quý vị. Tại vì ngôn ngữ Pali á là không phải giống như là những ngôn ngữ như mà chúng ta sử dụng bây giờ, tức là nói từ nào hiểu từ đó, mà trong Pali cần có cái sự suy nghĩ khi mà nhìn một cái từ hay là một câu nói. Suy nghĩ về văn phạm, suy nghĩ về cái từ ghép, suy nghĩ về cái từ mượn, suy nghĩ về cái từ ẩn. Cho nên khi mà học Pali thì cái điều khó khăn cho cái người học đó là cần phải động não để mà suy nghĩ. Cho nên từ đó mà nó phát sinh trí tuệ. Cho nên những người nào học Pali được đó, phải nói là rất là có duyên, chứ không phải là ai muốn học cũng học được đâu. Chúng ta gọi là học Pali á, ở Việt Nam có cái nghĩa đó là học để đọc, chứ không phải là học để mà am tường. Chúng ta học cách đọc Pali, nói cho rõ hơn là học cách đọc Pali chứ không phải là học ngôn ngữ Pali. Ở Việt Nam thời gian trước mà thời gian sau này thì cũng còn nhiều cái sự hiểu lầm trong cái cách nói là đi học Pali. Vì học Pali mà thực ra là học cách đọc Pali, nó rõ hơn là vậy. Thì quý quê căng anupru hay dê là một cái từ ghép. Khi bạn ghép chúng ta sẽ không thấy hai cái từ tách biệt, mà chúng ta chỉ gặp một nguyên một cái từ dài thiệt dài là quý quê cá manupru hay dê. Khi gặp cái từ dài là chúng ta thấy chúng ta lo rồi, chúng ta thấy khó hiểu rồi. Nhưng mà khi tách ra thì chúng ta sẽ hiểu và tra từ điển. Quý quê căng, quý quê cá là sự độc cư viễn ly. Anupru hay dê là sự thực hành, sự trao dồi, hay là sự tu hành phát triển cái hạnh viễn ly. Anupru hay dê. Dạ, như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược qua về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 75. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 75. Anya hila phupanisa anya nipana gamini eva metang apinyaya bhikkhu puttassa savako sakkarang napinandeya
Viveka-manu-pru-ha-ye. Khác thay duyên thế lợi, khác thay được bản kheo đệ tử Phật, hãy như vậy thắng tri, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hạnh viễn ly. Đó là bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu, cũng như là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức là: con đường lợi lộc trần gian, con đường vô dục niết bàn vốn khai, sa môn đâu dễ đắm mùi, vì khởi tâm ta rời mồi câu. Nam mô Bụt Thầy Giá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Duyên sự cũng có ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này là liên quan đến đại đức tích truyện của đại đức Tích Xá ở trong rừng Vanawa Tích Xá Therawattu. Quý vị chờ cho tí xíu đây, tình đã ghi cái phim đã tán. Dạ, câu chuyện duyên sự liên quan đến câu kệ ngôn pháp cú số 75 là tích chuyện duyên sự của đại đức Tích Xá cư ngụ ở trong rừng thưa quý vị rằng trong cái duyên sự này đó được đề cập chú giải, vì chú giải đề cập đến rất là chi tiết đối với cái duyên sự của Ngài Tích Xá. Và thật sự ra đây là một cái nhân vật rất là đặc biệt mà chúng ta cũng cũng đáng để mà lưu tâm, để mà tìm hiểu. Bởi vì đây là một cái trường hợp vị Sa Di Tích Xá, và cái vị Sa Di Tích Xá này là một cái vị thánh tăng khi mà còn tuổi đời rất là trẻ. Và sở dĩ nói rằng là vị Sa Di Tích Xá cư ngụ trong rừng á, thì để phấn một số vị trùng tên, một số vị trùng tên trong thời kỳ Đức Phật được gọi là Tích Xá. Thì thưa quý vị rằng câu chuyện được kể rất là chi tiết, từ cái lúc mà nguyên nhân ở trong quá khứ cho đến cái kiếp hiện tại của vị Sa Di Tích Xá. Ở trong kiếp hiện tại đó là cái vị Sa Di Tích Xá này là một cái vị có nhiều cái năng lực, có nhiều cái phước báo và có nhiều cái hạnh rất là đáng quý. Như là những cái hạnh đó là Pindapata Dayaka, là cái hạnh thù thắng về cái sự bố thí. Hạnh Kampala Dayaka là hạnh thù thắng về cái thí những cái tấm y vải gấm để chống lạnh đó. Và cái hạnh kế tiếp đó là một cái vị Sa Di cư ngụ ở trong rừng Vanavasi Tích Xá. Thì quý vị có thể hiểu đơn giản đó là ở trong xóm làng của chúng ta cũng có nhiều cái trường hợp cũng có tên tuổi cha mẹ đặt giấy tờ khai sinh, nhưng mà do là đặc thù việc hay là do là đặc thù về tính tình, đặc thù về cái chức danh chức vụ mà người ta có thể đặt cái biệt danh cho cái người đó, giống như là ông đó ông thứ hai mà ông làm người thợ mộc mà ông tên là Nguyễn Văn A hay là Nguyễn Văn B gì đó, ông tên Sơn tên Hải gì đó, nhưng mà người ta không có
thường quen là không có kêu cái tên trong cái giấy khai sanh, mà người ta kêu bằng cái nghề của ông. Cái nghề của ông người ta rất là mến, thì em kêu là ông Hai Thợ Mộc. Ông thì như vậy là cái vị Tây Xê Di Tí Xá này cũng có những cái biệt danh mà do cái phước báo đem lại thù thắng hơn trong các cái vị khác, thì được mọi người trong dân chúng hay trong chư tăng đặt cho những cái biệt danh. Ở đây chúng ta ghi nhận là có ba cái biệt danh khác nhau, thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phước báo nào mà có những cái phước cái biệt danh như thế này. Thì thưa quý vị, rằng trong cái đời trước đó đó, cái tiền kiếp của cái vị Xê Di Tí Xá đó là một cái người Bà La Môn, bạn của thân phụ ngài Sariputta. Nếu mà ngài Sariputta ngài kêu như bằng bác á, bằng bác hay là bằng chú ở trong cái giao thiệp bà con. Nhưng mà cái người Bà La Môn này á, lúc trước đó là một cái người giàu có, nhưng mà sau này là một cái người nghèo khổ, tài sản bị thất thoát, không có còn sung túc đầy đủ nữa. Nhưng bởi vì ngài Sariputta thì ngài đã quen rồi, cho nên ngài đi khất thực thì ngài thường tới lui cái con đường có cái ngôi nhà của cái người bạn của ba mình để mà gieo duyên. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì ông Bà La Môn ông tìm cách ông tránh né, bởi vì ông nghĩ rằng ông không có cái gì để cúng cho ngài Sariputta. Và một cái lần nọ thì trong một cái buổi lễ của Bà La Môn thì ông được chia phần thức ăn và cái tấm vải y, và ông rất là mừng khi mà được cái món đồ nhỏ bé này. Nhưng mà ông có cái tâm suy nghĩ đó là dâng cúng đến cái vị thánh tăng ngài Sariputta. Thì với cái sự quan hỷ đó, với cái sự quan hỷ đó, với một cái món đồ từ cái việc cái thánh thiện chánh thiện của mình đó, thì ông đã phát tâm quan hỷ cúng dường lập tức đến ngài Sariputta. Và không lâu sau đó thì ông đã mất. Nhưng mà với cái sự quan hỷ trong cái việc làm phước cuối đời của mình đó, một cái bát cơm trắng và một cái mảnh vải để dâng cúng đến ngài Sariputta, cái phước thiện đó nó trổ sanh cho ông tái sanh lại trong một cái gia đình là gia đình hậu độ ngài Sariputta. Và ông tái sanh vào một cái gia đình rất là khá giả, có đầy đủ những cái điều kiện, những cái phước báo trổ sanh. Quý vị thấy cái điểm này đó là cái phước báo đó, chúng ta đừng có lựa chọn chờ đợi khi mà làm. Cũng giống như trường hợp của ông Bà La Môn này, rất là may mắn ông đã làm được một cái công đức cuối đời. Ông chết, cho nên khi nào làm được đó, ông cũng liền ngay lập tức, và rất là may mắn rằng cái phước báo này có đời sống tương lai ông rất là tốt. Trong cái thời gian mà ở Việt Nam chúng ta bây giờ đó, ngoài cái bệnh dịch đó, thì còn nhiều cái căn bệnh rất là hiểm ác, và nhiều cái rủi ro nó xảy ra bất ngờ lắm. Thì không phải đó là cái điều mà Phật giáo muốn nói rằng sống mà lo sợ chết, mà là chúng ta nghĩ như vậy để mà tranh thủ những cái thời gian nào thích hợp chúng ta làm những cái công đức, đừng có chờ đợi, đừng có sắp xếp, đừng có mong chờ cho được tốt đẹp, và chúng ta hãy làm. Giống như là cái việc nghe pháp học đạo cũng là một công đức. Chúng ta đừng có nghĩ rằng hôm nay chúng ta bận,
làm chi việc riêng đó, chúng ta nghỉ một ngày không học pháp, nhưng mà biết đâu thì cái ngày học pháp của hôm nay lại là những cái lời dạy ở trong kinh điển giúp được cho chúng ta nhận thức được một cái điều gì đó quan trọng, thay đổi được cái suy nghĩ của mình, thì đó là một cái mất mát rất là lớn. Học rất là lâu nhưng mà ngộ thì ngộ rồi thôi, cho nên cần phải quân tập. Thì trở lại câu chuyện đó là sau khi họ sanh vào trong một cái gia đình khá giả, một cái gia đình hộ độ cho ngài Sariputta, thì có những cái sự kiện nó xảy ra khá là đặc biệt, giống như là khi mà mang thai đó thì những người mẹ rất là muốn thỉnh chư tăng, nhất là có ngài Sariputta đến dự để mà cúng dường. Và đặc biệt hơn nữa là khi mà cúng dường như vậy thì cái người thai phụ đó thì muốn quấn trên mình cái vải y màu vàng, không phải là cái vải y của chư tăng mà là cái vải y màu vàng, và là chỉ muốn ăn những cái thức ăn còn lại của chư tăng. Thức ăn còn lại của chư tăng đó, thưa quý vị, chúng ta có thể hình dung như thế này, giống như là những thức ăn mà chúng ta dùng khi mà chúng ta đi quán tiệm buffet ở trong ở bên Sri Lanka thì vẫn còn cái hình thức đó, tức là chư tăng dùng dùng bằng dĩa, một số thì dùng bằng bát, thức ăn là Phật tử xớt qua dĩa, xớt qua bát thức ăn còn lại, chứ không phải là thức ăn thừa chư tăng ăn trong bát rồi cái cặn thức ăn, cặn thức ăn mà ăn không hết đó, lấy thức ăn nó ăn, thì như vậy thì nó không phải vậy. Thức ăn còn lại trong cái buổi tra tăng thì rất là thích dùng những cái thức ăn đó, thì như vậy rất là biểu hiện cho những cái sự kiện lạ lùng của một cái thai nhi. Bởi vì trước đó thì cái người thai phụ này trước khi mang thai thì không có những biểu hiện như vậy. Thì nhiều vị đã nói rằng cái thai nhi sau này sẽ là người có khuynh hướng đi xuất gia theo Đức Phật. Thì quả mà hạ sanh ra một cái người con trai đó thì trong gia đình rất là vui và không có từ bỏ những cái dịp nào hết, từ cái dịp sanh ra rồi thôi nôi rồi lễ đặt tên vân vân đều có thỉnh ngài Sariputta. Và chính vì ngài Sariputta có mặt đó mới thỉnh ngài đặt cái tên, và ngài đã đặt là Thích Xá, lấy trong cái tên tục danh của ngài có cái từ Upatissá. Thì đến năm 7 tuổi đó, cái vị cái người cậu con trai này năm 7 tuổi là quý vị biết rằng đủ tuổi để cho phép xuất gia là một vị sa di trong giáo pháp. 7 tuổi thì có cái khả năng làm một cái vị sa di. Thì khi đến năm 7 tuổi thì cái cậu con trai này xin với mẹ muốn xuất gia theo chân của ngài Sariputta. Người mẹ thì rất là hoan hỷ, tại vì đây là gia đình phải nói là rất là thuần thành, hộ trì hộ độ cho chư tăng và đặc biệt là ngài Sariputta. Khi mà nghe người con phát tâm như vậy thì gia đình rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Và khi cái cậu con trai này vào chùa xuất gia thì gia đình tổ chức linh đình, những cái cuộc lễ tra tăng kéo dài xuyên suốt 7 ngày. Và sau đó thì cái vị sa di này cũng trở lại cái đời sống bình thường là đi khất thực. Và trong cái lúc đi khất thực như vậy thì dân chúng họ rất là mến một cái vị sa di. Phải nói bây giờ mà chúng ta đi bất kỳ đâu mà gặp một cái vị sư nhỏ tuổi thôi, nhưng mà là có một cái phước tướng, đắp trên mình một cái tấm vải y sa môn, đầu thì cạo trọc,
đắp trên mình một cái tấm vải y sa môn, mặt mày thì kháo khỉnh, trang nghiêm, thì tự nhiên là chúng ta cũng phát khởi cái tâm hoan hỷ, rất là thương, rất là mến. Và nhiều khi á, có nhiều vị Phật tử lại thương mà mến cái kiểu giống như là tội nghiệp. Có nhiều cái suy nghĩ lắm, nhưng mà khi mà một cái đứa bé hoặc cái người nhỏ tuổi đó ở bên ngoài như thế nào, chạy giỡn hay là thích đùa giỡn, nhưng mà khi mà đắp cái y lên thì phải nói rằng rất là hoan hỷ, rất là đẹp. Và chính vì cái hình ảnh này đó đã làm động lòng những cái người thí chủ. Khi cái vị sa di này đi khất thực cùng với chư tăng đó, thì họ lập tức dâng cúng nhiều cái món vật dụng, nhiều cái tứ sự cho chư tỳ kheo đi cùng, và cái đặc biệt là cái vị sa di này. Cho nên cái vị sa di này được chư tăng ở trong chùa đặt cho một cái biệt danh là Pindapata Dajakatissa, là sa di khất thực đó. Sa di có cái phước về cái vật thí trong cái lúc đi khất thực, đó là cái biệt danh đầu tiên. Và cái biệt danh thứ hai mà chư tăng đặt đó là sa di thí y, những cái y mà có thể giống như là những cái tấm tròn để mà trong cái mùa lạnh đó, thưa quý vị. Ở đây trong đây gọi là cái kampala. Kampala là cái y mà để trong chùm trong mùa lạnh đó. Thì phải nói rằng khi mà chư tăng trong cái mùa lạnh thiếu những cái tấm này rất là, và cần phải sưởi ấm đó, thì cái vị sa di này đã tự mình vào trong thành để mà tìm những cái y chống, số lượng là 1.000 tấm y ở trong ngày. Tức là vị sa di này đi tới đâu á, cùng với 1.000 vị tỳ kheo đang cần những cái tấm y á, dân làng, dân chúng họ liền hoan hỷ để cúng dường. Và trong cái khoảng thời gian một ngày đó, vị sa di đã tìm được, nhận được là 1.000 cái lá y như vậy để mà cúng dường cho những cái vị tỳ kheo, những cái vị xuất gia đang thiếu. Và chính vì cái sự kiện đặc biệt này mà chư tăng mới đặt cho một danh đó là sa di thí y, tít xá thí y, kampala dajakatissa. Và cái biệt danh thứ ba đó là sa di cư ngụ ở trong rừng. Thì khi mà vị sa di tít xá này nhận thấy rằng cuộc sống của mình đó, ở trong tu viện rất là thoải mái, và do là cái vị sa di rất được nhiều người thương mến, cho nên những cái lúc mà Phật tử hay là con đến chùa nghe pháp lễ Phật đó, thì thường đến thăm viếng cái vị sa di này. Và chính bản thân cái vị sa di tít xá này có một cái suy nghĩ, mà chính cái suy nghĩ này là cái suy nghĩ của một người trưởng thành, chứ không phải là một cái suy nghĩ bồng bột non nớt. Một người trưởng thành là một cái người biết nghĩ về phía trước, về phía sau, biết nghĩ cho mình, biết nghĩ cho người, biết nghĩ vì cái lợi ích, mục đích của mình. Cái vị này nghĩ rằng nếu mà mình vẫn tiếp tục sống với cuộc sống như vậy đó, thì rất là bận rộn, rất là mất cái thời gian để cho bà con hay là những cái người anh em họ đến mà thăm viếng, không có nhiều cái thời gian để mà học pháp, để mà hành pháp. Quý vị thấy rằng một cái người trẻ tuổi thôi thì đã có những cái suy nghĩ rất là tích cực, chứ không phải là đi vào chùa buồn quá, đi vào chùa nản quá, tìm cách để mà giải trí, tìm cách để mà mua vui, tìm cách để mà ăn quà bánh. Thì đó là một cái sự kiện rất là thường.
Nhưng mà đối với trường hợp đặc biệt này thì vị sư Di Tích Xá rất là trẻ tuổi, nhưng mà có một cái suy nghĩ rất là tích cực. Sau đó thì Sư Di Tích Xá đã đến đảnh lễ Đức Phật và xin được cái pháp hành thiền, cái pháp môn để mà tự mình tu tập. Và Đức Phật Ngài đã cho phép Ngài dạy về những cái pháp môn để mà thực hành. Và thưa quý vị rằng không phải đưa tự nhiên mà Đức Phật Ngài cho phép như vậy, bởi vì đây một vị sư di nhỏ tuổi, không phải là một cái vị tỳ kheo đủ tuổi 20, nhưng mà Đức Phật Ngài hiểu rõ cái vị này là ai và cái căn cơ của vị này như thế nào. Cũng giống như là bây giờ chúng ta thấy những cái sự kiện ở những cái nước phương Tây đó, có những cái trường hợp gọi là thần đồng đó. Quý vị này biết rằng trong một cái thời gian rất là ngắn, cái người nhỏ tuổi thần đồng có thể tốt nghiệp từ tiểu học, trung học và tham gia những cái lớp đại học khi mà tuổi đời rất là trẻ, 11 tuổi, 12 tuổi. Và những cái thần đồng này không chỉ ngẫu nhiên mà người ta nhận định như vậy, mà là người ta, những cái vị giáo sư đã biết rõ cái căn cơ, cái sự hiểu biết và cái sự tiếp thu, tuy là tuổi trẻ nhưng mà cái khả năng rất là cao, rất là lớn, cho nên người ta cho phép tham gia những cái lớp học cao như vậy. Và trường hợp Ngài Tích Xá, Sa Di Tích Xá cũng vậy. Đức Phật Ngài biết rằng căn của vị này không phải là vừa, cho nên đã cho phép vị Sa Di này tự mình đi tìm nơi thanh vắng để mà tu hành. Thì cái vị Sa Di này đã du phương và đi đến một ngôi làng, đi đến một ngôi làng cách xa chỗ đó là 120 do tuần. Và cái vị Tích Xá này đến gặp một cái chú xứ ở sâu ở trong rừng tĩnh lặng, và đã cố gắng thực hành những cái lời dạy của Đức Phật. Và trong cái thời gian thực hành đó thì Sa Di Tích Xá đã chứng đắc được thánh quả đạo quả A-la-hán trong cái mùa ăn cư kiết hạ tại đó với tứ tuệ phân tích. Tuy nhiên khi mà ra làng khất thực á, thì thường thường vị Sa Di này chỉ đọc có hai câu thôi: xin cho mọi người được an vui, xin cho mọi người được thoát khổ, chỉ phúc chúc được hai câu ngắn gọn thôi. Thì bà con trong xóm thì thấy rằng vị Sa Di thì chắc cũng học được cái kinh điển cũng ít, cho nên họ cũng chấp nhận như vậy. Nhưng một cái điều đặc biệt nữa để mà có được cái biệt danh thứ ba đó là Vanavasi Tích Xá, là sư Tích Xá ngự trong rừng đó. Thì thưa quý vị rằng một lần nọ sau khi mãn hạ đó thì Ngài Sariputta là Ngài Thầy Tế Độ muốn đi thăm đệ tử của mình. Ngài đã cùng với hội chúng tỳ kheo của Ngài là 500, cùng với lại Ngài Mokkalana, Ngài Kassapa, những cái vị thánh đại diện Phật ở trong thời kỳ đó, đến để mà cùng đến để mà thăm viếng một vị Sa Di rất là trẻ tuổi. Và cái sự kiện này, cái sự kiện này đã khiến cho trong chư tăng và bà con Phật tử đặt cho một cái biệt danh là một vị Sa Di ngủ trong rừng thanh vắng. Và trong cái sự kiện cả tôn Đức Phật cũng ngự đến để mà thăm viếng Di Tích Xá này, có một cái sự kiện rất là đặc biệt, đó là khi mà chư tăng và Đức Phật đến thăm viếng đó, thì những cái người cư sĩ tại đó họ phàn nàn, họ có cái sự vui lòng là
Ngài Sa Di Tí Xá này có ở đây 3 tháng hạ nhưng mà không có thuyết pháp, chỉ có nói hai câu chút chút ngắn ngủi vậy thôi. Nhưng mà trong cái dịp Chư Tăng và Đức Phật Ngài đến để mà thăm viếng đó, thì Sa Di này được Ngài Xá Lợi Phất và Đức Phật cho phép để mà giảng pháp rộng rãi từ hai cái câu phút chút ngắn ngủi này. Với một cái trí tuệ của một vị thánh nhân A-la-hán và tứ tuệ phân tích đó, thì vị Sa Di Tí Xá này đã giảng giải một cách rất là vi diệu. Ngài giảng pháp từ thấp cho đến cao, từ những cái căn bản cho đến pháp giải thoát Niết Bàn. Và xong cái thời pháp thì phải nói rằng trong Chư Tăng và bà con Phật tử ở đó rất là hoan hỷ. Quý vị thử tưởng tượng rằng một cái vị chúng ta hôm nào chúng ta đi nghe pháp mà chúng ta một cái vị sư trẻ đó, thì thường thường tâm lý chung đó là một cái vị sư trẻ thì chúng ta đánh giá nó là cái vị mới tu. Cái việc mà học pháp đã khó rồi, lãnh ngộ pháp còn khó hơn, thì khó thể nào có những cái bài pháp đặc biệt. Nhưng mà như thế nào chúng ta gặp những cái vị gọi là có cái hạnh đặc thù về trí tuệ đó, có những cái lời nói trong trẻo càng, và thuyết những cái thời pháp, nhắc lại những cái lời dạy của Đức Phật một cách mạch lạc, thì tự nhiên phải nói rằng chúng ta không còn có cái tâm đó là xem vị thuyết pháp như thế nào nữa, mà chúng ta rất là quan nghĩ với cái hình tướng của một vị sư trẻ, và đặc biệt là chúng ta quan nghĩ với lại cái giáo pháp của Đức Phật. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới thay đổi một cái sự thường, một cái sự mà chúng ta cho là rất là thường tình ở bên ngoài, tức là còn trẻ còn nhỏ thì không thể nào đạt được những cái sự thanh cao lý trong sự tu tập được. Nhưng mà trong cái sự thực hành của giáo pháp đó, thì quý vị thấy rằng đến để mà thấy giáo pháp chỉ bỏ ngộ khi mà người nào cố gắng sự thực hành, chứ không có phân biệt là người già, người trẻ, người nghèo, người sang, hay là người cao sang, quyền quý hay thấp hèn. Tất cả người nào đến với giáo pháp bằng một cái tấm lòng, bằng một cái sự là muốn được thoát khổ, muốn được thanh tịnh, thì ai cũng có khả năng để mà thanh lọc nội tâm và nhận lãnh cái lợi ích của giáo pháp. Thử khi mà chúng ta pháp ở trên mạng, chúng ta nghe pháp ở pháp hội, mà đối với những vị trưởng lão pháp sư thì chúng ta có tâm thành kính rồi, nhưng mà đối với những cái vị tăng trẻ đó, thì chúng ta hãy thử một lần nào đó chúng ta hãy lắng tâm để mà nghe thật sự là nghe giáo pháp, chứ không phải là xem vị đó thuyết pháp như thế nào, thì lúc đó chúng ta sẽ là những người phải nói rằng những người thính pháp một chân để học. Thì quý vị biết rằng không phải cái vị pháp sư lỗi lạc mới tiếp độ, mới làm cho mình tỉnh ngộ đâu, mà có một cái điều lạ thường, đó là một cái câu nói đó thôi, một cái điều nhắc nhở ngắn ngủi thôi, nhưng mà không biết đâu chừng đó là cái nhân duyên của mình đối với cái câu Phật ngôn ngắn ngủi đó, hoặc là cái nhân duyên của mình đối với cái vị nói cái câu Phật ngôn ngắn ngủi đó. Cái nhân duyên ở trong quá khứ như thế nào đó, thì một cái lần như vậy thôi thì có thể thay đổi cái tri kiến của mình, một cái điều rất là quan trọng. Cái mục đích của cái việc mà học đạo học pháp á, thưa quý vị, rằng không nói cho rộng, không nói cho sâu, thì chúng ta hiểu biết rằng cái việc mà học đạo trao dồi đó là quan trọng nhất, là thay đổi cái tri kiến,
chúng ta gọi là cải chánh tri kiến đó. Cái tri kiến ở đây phải nói rằng rất là khó để mà thay đổi, bởi vì khi mà ngay cả ở ngoài đời á, một cái sự thật cũng khó chấp nhận, một cái điều đúng đắn cũng khó để mà sửa đổi cho đúng cái suy nghĩ, huống hồ chi là cái sự thật về cái sanh tử luân hồi, cái sự thật về cái diệt tận phiền não thì phải nói là một cái điều rất là khó. Cái hiểu biết về nhân quả nghiệp báo, cái hiểu biết về sinh tử luân hồi, cái hiểu biết về nhàm chán thế gian, nhàm chán ngũ uẩn thì phải nói rằng cái tri kiến nó rất là khó. Bây giờ tạm thời chúng ta hiểu biết qua những cái kinh sách, qua những cái lời dạy đó, chúng ta có thể nói rõ là chúng ta đang hiểu biết bằng cái sự hiểu biết của người khác, hay là chúng ta có thể nói rằng tri kiến vay mượn. Biết quý vị nghe từ này chưa? Chúng ta đang vay mượn cái sự hiểu biết của người khác để mà chúng ta có cái sự nhận định, chứ thật sự là chúng ta chưa có nếm được cái gọi là thật sự hiểu biết, thật sự cảm nhận về cái định lý, định luật nhân quả nghiệp báo, hay là cái sự nhàm chán ngũ uẩn thoát khỏi phiền não. Chỉ có những người có tâm thực hành thì chúng ta mới nếm được cái hương vị đó thôi. Thì để quay lại cái câu chuyện đó, là sau cái sự kiện mà Chư Tăng và Phật tử đặt cho Ngài một cái biệt danh đó là Wanawasi Tissa, là Tissa cư ngụ ở trong rừng đó, thì trước Đức Phật và Chư Tăng đã lui về, và Ngài Tế Xá thì vẫn ở lại ở trong rừng đó. Cái câu chuyện thì còn rất là dài và nhiều chi tiết, nhưng mà chúng ta chỉ nói đến ba cái biệt danh của Ngài Tế Xá mà thôi, để mà chúng ta có thể nhớ lại với những cái đặc thù của một cái vị Tế Xá, một vị Sĩ Xê Di trẻ tuổi. Và sau khi mà trở về cái nơi cư ngụ, Chư Tăng mang ra bàn tán về cái vị cái nhiều, có thể nói rằng các vị nói rằng với một cái điều kiện sống tốt của Sa Di Tế Xá khi mà còn ở nhà, là một cái người cậu con trai ở trong một cái gia đình khá giả giàu có, thì nó là một cuộc sống rất là sung túc về cái gọi là hưởng thụ. Mặc dù là Tế Xá có tâm xuất gia vào trong giáo pháp, nhưng mà do cái phước báo, năng lực phước báo thì không có thiếu gì trong cái tứ sự hết, từ cái miếng ăn, từ cái chỗ ở, từ cái sự hộ độ của tín thí. Thì Chư Tăng mới nói rằng thật là đó là một cái cám dỗ rất là khó để vượt qua. Cám dỗ của cái việc đó là đầy đủ sung túc ở trong tứ sự. Trong cái đời sống phàm hạnh có hai cái cám dỗ mà phải nói rằng rất là khó được vượt qua. Thứ nhất là cái khó khăn do cái tứ sự và cái sung túc của cái tứ sự. Khi mà khó khăn á thì nó cũng thử thách, mà sung túc quá nó cũng thử thách. Đó là hai cái cám dỗ, hai cái thử thách rất là lớn đối với một cái đời sống của vị xuất gia. Thì khi mà Đức Phật Ngài biết được cái câu chuyện bàn tán ở trong Chư Tăng đó, Đức Phật Ngài đã nói lên một cái thời pháp, và trong cái thời pháp đó thì cô động lại. Khi nghe nói vậy, Đức Bổn Sư dạy rằng: phải đó này các tỳ khưu, có hai đường lối khác nhau, con đường thiên về thế lợi như đường hành đạo để chứng đạt niết bàn là khác. Thật thế này tỳ khưu, tỳ khưu mong ước ta sẽ được lễ lộc như thế, dầu cho có thọ các chi đầu đà, nhất là ngủ trong rừng mà còn lo gìn giữ lợi danh, thì nhất định muốn cảnh ác thú đang mở rộng chờ đón ông ta. Còn tỳ khưu muốn đặt bước lên đường niết bàn thì xả hết bỏ hết
vào cư ngụ trong rừng vắng, tinh tấn hành đạo không sao lãng thì sẽ chứng đắc A La Hán. Chẳng khi kết thúc nói đến Đức Phật, ngài đã đấu câu kệ ngôn số 55: khắc thai duyên thế lợi, khắc thai đường niết bàn, tỷ như vậy thắng chi, chớ ưa thích cung kính, hãy tu hành viễn ly. Cái sự cái thế lợi cung kính lợi đắc á, nó cũng là một cái sự trở ngại đối với một cái đời sống tu sĩ. Cho nên quý vị thấy rằng ở đây chúng ta cũng có những cái vị Phật tử rất là sớm về Phật giáo Việt Nam đó, thì chúng ta thấy rằng có những vị Phật giáo được hình thành tại Việt Nam mà lúc đó rất là khó khăn, nhưng mà trong những cái thời kỳ đó xuất hiện những cái vị phải nói rằng tu hành rất là tinh tấn, và có những cái vị sau này trở thành những cái vị giảng sư lỗi lạc, những cái vị pháp sư lỗi lạc, những cái vị thiền sư. Quý vị còn nghe được âm thanh không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Nhưng mà sau khi cái thời gian mà Phật giáo phát triển thì tứ chúng, các cái vị cư sĩ hộ độ rất là ủng hộ Phật giáo, thì lúc đó có những cái thời kỳ đó là chư tăng được chu cấp rất là đầy đủ, và nhất là những cái nơi sung túc như là những thành phố lớn. Nhưng mà chính vì những cái lúc như vậy đó thì lại ít xuất hiện những cái vị pháp sư lỗi lạc, những cái vị thiền sư lỗi lạc, bởi vì cái cám dỗ của cái việc cái thử thách của cái việc đầy đủ sung túc đó, nó còn nguy hiểm hơn là cái lúc mà khó khăn hơn nữa. Tại vì cái khúc lúc khó khăn đó, đối với cái đời tu sĩ đó, nó là cái thời điểm rất là, nó không phải là khổ hạnh, nhưng mà nó giúp cho cái việc tri túc, thực hành cái việc tri túc rất là tốt. Còn khi mà sung túc đầy đủ thì nhiều cái lý do đưa ra để mà thích đáng, để mà nhận lãnh những cái món vật dụng đó. Tuy rằng không phải là không được phép, nhưng mà do vì là bận rộn với cái sự tiếp xúc, bận rộn trong cái việc đó là nhận lãnh, bận rộn trong cái việc đó là phải đi dự lễ, các buổi lễ, thì chính vì cái thời gian mà mất mát nhiều như vậy đó, thì cái vị đó sẽ mất đi nhiều cái thời gian dành cho riêng mình. Cũng giống như là cái suy nghĩ của ngài Thích Xá, ngài đã ý thức được cái điều đó, cho nên đã lui về tìm cái nơi thanh vắng để tịnh tu. Cái việc mà cung kính hay là cái sự ủng hộ hộ trì của chư Phật tử, nó không phải là cái điều không tốt, mà cái điều mà cần thiết nhất đó là cái sự ủng hộ hộ trì hợp thời hợp đạo, thì nó sẽ là điều tốt. Cái điều này là cái điều riêng cho những người hộ trì hộ độ. Các vị phải tìm hiểu, theo dõi, tiếp xúc và quan sát ở trong đời sống chư tăng, nơi mà mình muốn dâng cúng hộ độ đó, cần cái gì, thiếu cái gì, thì lúc đó chúng ta hộ độ thì nó không có dư thừa, không có sung túc, mà nó vừa thích đủ. Còn không thì chúng ta chỉ bố thí vì cái phước báo, vì cái lợi ích của mình đó, thì vô tình nó sẽ làm cái sự cản trở, một cái cản trở về cái thử thách, một cái cản trở, một cái thử thách về cái gọi là sung túc về vật chất của chư tăng. Một cái điều này là một cái điều đối với những người cư sĩ, những cái người mà đang hoặc tương lai sẽ là những người thí chủ hộ độ cho những cái tu viện, những cái vị tu sĩ,
Thì trong cái câu số 75 này chúng ta nhận định rằng Đức Phật Ngài muốn nói rằng là khi mà một người ý thức được cái sự thử thách cám dỗ của cái lợi đắc cung kính đó, thì lui về để mà thực hành, để mà nhìn nhận, nhìn bản thân mình, lui về nơi thanh vắng, sống viễn ly, để mà chứng đắc những cái đạo quả, những cái điều tốt đẹp ở trong giáo pháp. Và như vậy là chúng ta đã hết thời gian rồi. Thì thực sự ra cái câu chuyện này rất là chi tiết, nếu mà chúng ta có thời gian chúng ta đọc lại, và trong tương lai chúng ta sẽ ôn lại cái câu chuyện này. Mong rằng qua cái bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ rút ra cho mình được nhiều cái bài học cho riêng mình, và xem cái việc mà Ngài Trí Xá ý thức trong cái cuộc sống là cái kim chỉ nam cho mình để nương theo. Mong rằng trong tương lai thì chúng ta sẽ thành tựu những cái đạo quả mà chúng ta hằng ước nguyện. Tình Đạt xin được kết thúc cái buổi chia sẻ qua câu kệ Môn Phong Phú số 75 ở đây. Xin kính chúc Chư Tăng và toàn thể quý vị được sự an vui tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời các vị MC trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thu lành thầy. Thay mặt đại chúng châu Rung, con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vương ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú 75 đến Hạ Phật Tử. Chúng con xin được thành kính tri ân đại đức. Dạ, chúng con xin được cung tình đại đức từ bi hoan hỷ chúc phúc châu Rung luôn tại đại đức Minh Hạnh đã rời rùm. Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con xin được cung tình đại đức ạ. Bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa bhutanupavena sada soti bhavantu pe bhavantu sapa mangalang rakantu sapa devata sapa dhammanupavena sada soti bhavantu pe bhavantu sapa mangalang rakantu sapa deva sangha nupavena sada soti bhavantu te. Sadhu sadhu. Yeah, sadhu sadhu. Lần thay một lần nữa chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi văn hỷ chúc phúc cho rùm sau thời pháp. Avatthana xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta hướng tâm trong sạch về ba ngôi tam bảo. Tịnh Vata chúng ta làm lễ hồi hướng phước báu mà chúng ta đã mới tạo được trong giây phút vừa qua, như là lễ bái tam bảo, tụng kinh, thọ trì quy giới, kể kinh và thính pháp. Nam mô Phật Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sáng Kha Gia. Ya te vada san ti vihasini tu pe khare po ti khare ta hing ta hing ta thamma da ne na pa wan tu pu chi ta so ting karon te ta vihara mandale.